Kính thưa quý vị, Bùi Lê Khôi với số báo danh 122. Em chào anh Khôi, khỏe không? Dạ, chào anh, em khỏe. Dạ, dạ. Hôm nay anh đến với quý khán giả nhạc phẩm gì đây? Hôm nay cũng nhân mùa xuân về, em xin gửi đến tất cả các khán giả bài hát rất là hay và rất là cũng lâu lắm rồi đó, bài hát mang tựa đề Xuân Này Cũng Không Về. Xuân Này Còn Không Về với tiếng hát của thí sinh Bùi Lê Khôi. Đây là nhạc phẩm trữ tình, thì có lẽ phải hỏi nhạc sĩ Linh Phương coi nhạc phẩm này có trữ tình theo cảm nhận của nhạc sĩ hay không. Tiếng hát của anh làm cho tôi nhớ đến ngày xưa đó, những người sinh viên đang đi học rồi có tiếng gọi có non sông đó, rồi cái đầu tiên, năm đầu tiên đó là không có ở nhà để về thăm gia đình này kia, tiếng hát rất là ấm. Tuy nhiên có nhiều chữ anh nhả chữ cho rõ một chút. Mời nhạc sĩ Ngọc Thanh. Cũng như chị Linh Phương ấy, thì Ngọc Thanh nhận xét tiếng của anh rất là đầm ấm, chất giọng thì hợp với bài này. Cũng như chị Linh Phương thì như cái chữ mà anh nhả chữ là đi khoe sớm diền đó, anh không có phát âm, không có rõ chút xíu cho nó thôi. Có thể là để hoàn mỹ cái bài của anh đó. Mời Phương Lê.
Phi xem anh trình diễn mà Phi tưởng như là người lính hồi xưa nên làm cho Phi rất là cũng mũi lòng lắm. Rất là hay, rất là thu hút được Phi. Nhưng mà cũng giống như mấy cô nói, có nhiều chữ em nghe không được, có thể là anh xuống quá, hơi soft, nó nhẹ quá em không có nghe rõ được những cái chữ. Còn Nguyên Lộc thì nghĩ sao? Nói về giọng hát của anh thì em cảm thấy anh có một cái giọng, phải nói là dùng cái chữ mùi, nghe nó rất là mùi. Nghe nó rất là hay. Tuy nhiên thì em cảm thấy như anh là hơi thiếu hơi một tí. Anh hát có đôi lúc hơi anh không có đủ, khi mà anh ngân hoặc là anh hát những cái chữ nó đôi lúc nghe nó yếu quá. Thì nếu mà anh hát mạnh dạn hơn một chút xíu nữa, giọng của anh sẽ rất là hay. Và cái bài này anh sẽ diễn đạt được hết cái bài hát này. Bây giờ thì Nguyễn Lộc nghe được cũng rất là hay rồi, nhưng mà có thể làm tốt hơn nếu mà anh hát nhiều hơi thêm một tí. Đừng nén cái giọng mình lại quá, mình hãy bộc cái giọng mình ra hết. Tiếng hát này có hay hay không thưa quý vị? Tiếng hát này quý vị có vừa ý hay không? Hãy gọi số điện thoại là 1888-480-5937 để bình chọn cho thí sinh Bùi Lê Khôi với số báo danh là 122. Kính thưa quý vị, thí sinh Bùi Lê Khôi với số báo danh 122, một giọng hát đầy trữ tình và đặc biệt hơn hết là bài hát Xuân. Cảm giác của anh như thế nào sau khi ra khỏi phòng thi? Dạ, em nói chung là rất là vui. Anh là một trong những thí sinh mà đợi lâu nhất cho tới giờ chót của buổi tuyển chọn giọng ca vàng năm 2010 và 2011 ngày hôm nay. Nhưng mà anh vẫn giữ được cái linh hồn của mình, giữ được cái nụ cười trên môi. Đó là một điều khích lệ và khiến khán giả đừng quên bầu cho thí sinh Bùi Lê Khôi với số báo danh 122. Số để gọi vào bầu là 1888-480-5937. Và đây là thí sinh cuối cùng của buổi tuyển chọn giọng ca vàng 2010-2011 tại đài truyền hình VanTV 55.2 tại Houston, Texas. Kính cảm ơn quý vị đã theo dõi và mong gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Chúc quý vị và gia đình một đêm bình an và hạnh phúc.